Thông thường người ta tin rằng có quyền sẽ dễ dàng kiếm tiền. Đặc biệt ở vị trí nguyên thủ quốc gia, người ta thậm chí không cần kiếm mà tiền vẫn tự động chảy vào túi. Tuy nhiên điều này không phải luôn luôn đúng. Có những vị nguyên thủ cày cuốc cả năm vẫn không nhiều tiền bằng con dân nước họ kiếm tiền trong một ngày. Trái lại, có những nguyên thủ mà con dân của họ có cày cuốc cả năm cũng không bằng một ngày thu nhập của họ. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá những nguyên thủ được xem là nghèo nhất và giàu nhất thế giới. Joe Mujica, Tổng thống nghèo nhất thế giới. Đài BBC gọi Joe Mujica, cựu Tổng thống Uruguay, mãn nhiệm ngày 1 tháng 3 năm 2015 là Tổng thống nghèo nhất thế giới. Và thế giới ngưỡng mộ ông vì một phong cách sống thanh đạm, tiết kiệm, thậm chí đôi khi còn không có giày mang. Ông sống trong một ngôi nhà siêu vẹo ở nông thôn và cho đi hầu hết tiền lương của mình. Lối sống của vị cựu tổng thống này tương phản rõ rệt so với phần lớn các nguyên thủ trên thế giới. Ông không sống trong dinh thự tổng thống mà chọn sống cùng với vợ trong một nông trang nhỏ ở ngoại ô thủ đô Montevideo. Tổng thống Joe Mujica được nhận mức lương 12.000 đô la một tháng trong nhiệm kỳ 5 năm. Vậy mà ông đã quyên tặng 90% số tiền đó cho tổ chức từ thiện. Phần lương mà ông giữ lại chỉ tương đương với mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Uruguay, tức là 775 đô la. Vào năm 2010, Mujica tuyên bố trị giá tài sản cá nhân của ông là 1.800 đô la. Giá trị của chiếc xe hơi màu xanh ngọc Volkswagen Beetle đời 1987. Năm 2014, từng có người sẵn sàng trả giá 1 triệu đô la mua chiếc xe, song ông đã từ chối với lý do vẫn cần nó để chở chú chó của mình đi dạo. Tổng thống Mujica từng tham gia lực lượng du kích Tupa Marot chống chính phủ trong thập niên 1960 và 1970, hứng chịu 6 viên đạn và bị giam cầm 14 lần, mãi tới năm 1985 ông mới được thả. Trong nhiệm kỳ Tổng thống giai đoạn 2010-2015, phong cách, lối sống giản dị cùng với những cải cách xã hội mang tính bước ngoặt như hợp pháp hóa cần sa và hôn nhân đồng tính khiến danh tiếng của ông vang xa. Mujica cho biết những năm tháng ở tù đã giúp định hình cái nhìn của ông về cuộc sống. Tôi được gọi là tổng thống nghèo nhất nhưng tôi không cảm thấy mình nghèo. Những người nghèo thực sự là những kẻ chỉ làm việc để cố giữ một lối sống xa hoa, luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn. Nguyên thủ nghèo hơn cả Mujica. Tuy nhiên đến nay thì ông Mujica không phải là nguyên thủ nghèo nhất thế giới nữa. Theo những báo cáo mới, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala nay là người kế thừa danh hiệu này. Ngài Thủ tướng Koirala, 75 tuổi, được cho là không có tài sản gì khác ngoài 3 chiếc điện thoại di động, trong đó một chiếc iPhone và một chiếc đã chập mạch. Còn ông Koirala không có xe riêng. Ông cũng không có đất đai. Trước đây, ông vẫn phải sống trong nhà thuê và mới chuyển tới nơi ở của Thủ tướng gần đây. Ông ở lại nhà của anh mình mỗi khi đến thành phố. Mặc dù tại quê nhà ở Nepal Guni, miền Tây Nepal, ông Koirala không có miếng đất cắm rủi nào. Nhưng sự khó nghèo của ông là điều bất thường ở một đất nước người ta thường gắn quyền lực chính trị với giàu có. Đức cha của người nghèo. Kế tiếp là người đứng đầu giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng. Dù về mặt kỹ thuật, Đức Giáo Hoàng không phải là một nguyên thủ, nhưng trong thực tế, Ngài chính là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Đức Giáo Hoàng hiện nay tên thật là Jorge Mario Bergoglio, tông hiệu là Francisco, nổi tiếng với lối sống khiêm nhường, thanh đạm và giản dị. Trước khi dấn thân vào đời sống mục vụ, Đức Giáo Hoàng từng là một kỹ thuật viên hóa chất, thậm chí từng làm bảo vệ cho hộp đêm. 33 tuổi, Ngài được phong chức linh mục. Năm 1998, Ngài trở thành giám mục của Buenos Aires và 3 năm sau được phong chức Hồng Y. Đức cha Francisco từ lâu đã nổi tiếng với lối sống giản dị và khiêm nhường. Thay vì sống trong các căn hộ giáo hoàng ở cung điện Apostolic, người chọn sống trong một dãy nhà khách Domus Sante Mate. Ngài cũng đã chọn cách ăn mặc giản dị, không có những hình thức trang trí. Ngài tin tưởng mạnh mẽ rằng người Kitô hữu cần giúp đỡ người nghèo khó, cũng như cổ suý đối thoại hòa bình và tín ngưỡng. Ngược lại với những nhà lãnh đạo ở trên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có mức lương lên tới 1,7 triệu đô la một năm, gấp 12,5 lần mức lương của Tổng thống Nga Putin. Không chỉ vậy, lương của ông đủ để trả lương cho tất cả nguyên thủ từ Ấn Độ, Brazil, Italia, Nga, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Anh, Nam Phi và Đức.
Vâng, rất là thú vị đúng không quý vị? Và vừa rồi là những khám phá về những nguyên thủ quốc gia nghèo nhất và giàu nhất thế giới. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.